Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe MG ZS, chiếc xe crossover cỡ B gầm cao 5 chỗ giá cực rẻ của bên nhà MG. Mà trong cái video ngày hôm nay, tuần cuối cùng của tháng 4 năm 2023 này, Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này tốt nhất của MG ZS, chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta đã và đang quan tâm về chiếc xe này. MG ZS là một chiếc xe gầm cao 5 chỗ cỡ B, cạnh tranh với cả Hyundai Creta, cạnh tranh với cả Kia Seltos. Các bạn đang có 3 sự lựa chọn về MG ZS: 1. Phiên bản standard hay gọi là bản tiêu chuẩn, 2. Là bản comfort, và 3. Là phiên bản luxury. Tại thời điểm này, tại đại lý, cả 3 phiên bản đều có xe giao sẵn ngay, đủ màu quý chị các bạn nhé. Và chương trình khuyến mại cụ thể của từng phiên bản thì mình xin phép cập nhật ngay và luôn để anh chị chúng ta nắm được. Đầu tiên là MG ZS bản standard. Phiên bản này đang có mức giá niêm yết là 538 triệu đồng cho một chiếc xe gầm cao 5 chỗ cỡ B. Giảm giá được là 30 triệu đồng tiền mặt quý chị các bạn nhé. Giảm giá 30 triệu đồng tiền mặt xe sản xuất năm 2023 với bản standard này. Vậy thì giá xe còn có 508 triệu đồng thôi. Lăn bánh ở tỉnh là 565 triệu, ở Hà Nội là 596 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 585 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 565, ở Hà Nội là 596 và thành phố Hồ Chí Minh là 585 triệu đồng với MG ZS Standard. Các bạn mà có nhu cầu mua trả góp bản Standard này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu 160 triệu đồng, Hà Nội tối thiểu là 190 triệu đồng và thành phố Hồ Chí Minh là 180 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 160, Hà Nội là 190 và thành phố Hồ Chí Minh là 180, số tiền cần tối thiểu cho phương án trả góp. Bản standard này giá xe đâu đó có 508 triệu đồng. Nếu ví dụ nhé, chúng ta đang quan tâm tới những dòng xe sedan cỡ B, ví dụ như là chiếc xe Vios phiên bản thiếu chẳng hạn, hoặc là Hyundai Accent phiên bản đặc biệt các bạn, thì cùng tầm tiền y nguyên như vậy các bạn có thể lựa chọn được về chiếc xe gầm cao 5 chỗ cỡ B MG ZS standard. Đấy. Tiếp theo, trên phiên bản standard là bản Comfort MG ZS Comfort với mức giá niêm yết là 588 triệu đồng. Đây là một phiên bản ở giữa, 588 triệu, giảm giá trực tiếp được 40 triệu đồng tiền mặt luôn. Giảm giá 40 triệu đồng tiền mặt, giá xe của gầm cao 5 chỗ này còn có 548 triệu đồng. Lăn bánh ở tỉnh sẽ là 609 triệu, ở Hà Nội sẽ là 642 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 629 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh lăn bánh là 609, Hà Nội là 642 và thành phố Hồ Chí Minh là 629 triệu đồng cho phiên bản Comfort. Trả góp bản Comfort này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 172 triệu, Hà Nội tối thiểu là 204 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 192 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 172, Hà Nội là 204 và thành phố Hồ Chí Minh là 192 triệu đồng theo phương án trả góp để có thể lấy được bản Comfort này. Giá tiền này ví dụ như chúng ta đang quan tâm tới Toyota Ray hay là Kia Soulet bản luxury chẳng hạn, thì cùng tầm tiền như vậy chúng ta có thể lên được MG ZS Comfort gầm cao 5 chỗ cỡ B quý chị các bạn ạ. Sang cái sự lựa chọn thứ ba, đó là MG ZS Luxury. Đây là phiên bản cao cấp nhất của cái dòng xe MG ZS này. Bản này thì hiện tại đang có mức giá niêm yết là 638 triệu đồng, 638 triệu đồng cho phiên bản đắt nhất, cũng đang được giảm giá trực tiếp là 40 triệu đồng tiền mặt quý chị các bạn ạ. Giảm giá 40 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra vẫn có chương trình về quà tặng phụ kiện, dán kính cách nhiệt này, trải sàn da này, camera hành trình. Đó là những cái phụ kiện rất cơ bản cho một chiếc xe mới khi lăn bánh xuống đường. Vậy thì giá xe chỉ còn có 598 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất. Lăn bánh ở tỉnh của bản luxury là 665 triệu, ở Hà Nội là 698 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 685 triệu đồng anh chị nhé. Ở tỉnh là 665, ở Hà Nội là 698 và thành phố Hồ Chí Minh là 685 triệu đồng. Trả góp của MG ZS Luxury này ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 189 triệu,
Hà Nội tối thiểu sẽ là 220 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 209 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 189, Hà Nội là 220 và thành phố Hồ Chí Minh là 209 triệu đồng theo phương án trả góp để lăn bánh được MG ZS Luxury. Đó là ba mức giá của ba phiên bản MG ZS. Và mình lưu ý cả ba phiên bản đều có chương trình về quà tặng phụ kiện, bao gồm dán kính cách nhiệt, trải sàn da và camera hành trình các bạn nhé. Đây là chương trình chung của đại lý, dù các bạn lấy bất cứ phiên bản nào cũng đều được quý vị các bạn nhé. Vậy thì nếu chúng ta có nhu cầu lái thử xem xe trực tiếp một chiếc xe sử dụng động cơ máy xăng 1.5 hút khí tự nhiên dẫn động cầu trước, chiếc xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT giả lập 8 cấp số, cực kỳ mượt mà, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, thì hãy gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình này. Ở miền Bắc thì quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc. Miền Nam thì kính nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Số km bảo hành của MG ZS sẽ là không giới hạn và là bảo hành 5 năm dành cho quý chị các bạn. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý chị các bạn trong video lần sau của Top Car VN. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Khi có bất cứ sự thay đổi nào về giá, Top Car VN sẽ cập nhật ngay và luôn. Xin chào ạ.